Chào buổi sáng đã quay trở lại với những thông tin thời tiết. Miền Trung ngày hôm nay nhiều nơi sẽ có mưa. Nguyên nhân gây mưa là gì vậy chị Hương Ly? Vâng, miền Trung mưa ở miền Trung đó là do gió đông bắc của không khí lạnh. Đới gió này khi thổi xuống miền Trung tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn tạo ra mây ẩm gây mưa. Tuy nhiên là lượng mưa hôm nay sẽ không lớn. Trên bản đồ dự báo có thể thấy đa phần là màu xanh nước biển tương ứng với lượng mưa dưới 50mm và tập trung ở khu vực Nghệ An đến Bình Định. Dạ vâng, và trái với mưa ở miền Trung thì Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết sẽ nắng nhiều và nền nhiệt ở khu vực này như thế nào vậy chị? Cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì đều có nắng liên tục từ sáng đến chiều, nhưng mà nhiệt độ lại chênh lệch khá lớn. Đối với Tây Nguyên, nhờ địa hình cao nên không khí vẫn rất mát mẻ, nhiệt độ là 24 đến 26 độ. Trong khi Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước trong khoảng 31-33 độ, trời nóng từ 12 giờ đến 15 giờ. Nếu có tham gia các hoạt động ngoài trời thì quý vị hãy chống nắng cẩn thận trong khung giờ này, vì đây là lúc mà chỉ số tia cực tím sẽ ở mức gây hại cao. Mức cực đại tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay Cà Mau đều là 7 và 8. Trở ra Bắc Bộ hôm nay mưa ẩm sẽ dứt hẳn, tuy nhiên mây nhiều tiếp tục che phủ nên nhiệt độ vẫn ở mức thấp. Cao nhất ở phần lớn các thành phố trưa và chiều chỉ từ 18 đến 21 độ. Riêng Lạng Sơn là 15 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa dự báo trời ít mưa nhưng gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn ở huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy. Riêng phía Tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dạ vâng, và cảm ơn chị với những dự báo vừa rồi.